Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau dán hình trang phục với Loli, tiên nữ Loli mộng mơ nha. Chúng ta sẽ vào trang đầu tiên. Yellowly, thế giới thần tiên Yellowly tồn tại song song với thế giới loài người, là nơi các nàng tiên xinh đẹp sinh sống. Yellowly có phong cảnh tuyệt đẹp và phép thuật nhiệm màu giúp các nàng tiên gia tăng pháp luật. Nhưng giờ đây Yellowly đang bị nữ vương Mandola tà ác chiếm lĩnh. Loli là một nàng công chúa rất ôn hòa bình dị. Khổng tước là một nàng tiên rất yêu cái đẹp và thích chăm chút bản thân. Hạt Dẻ thì là một nàng tiên nữ cởi mở, hiếu động, vô cùng mạnh mẽ, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người. Hoa Nhài thì là một nàng tiên dịu dàng, hướng nội, rất tâm lý. Hắc Hương Lăng là một nàng tiên thiện lương, nhưng một sự cố ngoài ý muốn khiến cô bị Mandola lợi dụng. Phi Linh là một nàng tiên cũng rất dũng cảm, tích cực, lạc quan, nhưng nàng lại là không phải là một nàng tiên thật sự vì do các mảnh linh hồn của tân linh tạo thành. Chủ cửa hàng Tân Ninh là một nàng tiên Yellowly rất là trầm tĩnh và là người lãnh đạo các nàng tiên bảo vệ thế giới loài người đối đầu với Mandola. Nữ vương Mandola là một thế lực tà ác của thế giới Yellowly đang âm mưu chiếm đoạt thế giới loài người. Công chúa Băng là một nàng tiên Yellowly sống cô độc trong điện thủy tinh. Nàng rất là lạnh lùng và không quan tâm đến chuyện đời. Ánh Sáng là một nàng tiên nữ bị nô dịch nhiều năm nên khát khao tự do và không muốn đứng cùng chiến tuyến với các nàng tiên. Tiên cảnh Yellowly. Tiên cảnh Yellowly mộng ảo và kỳ diệu vô ngần, vốn là nơi con người không thể nào đặt chân đến. Hãy cùng dán hình hoàn thành những bức tranh tiên cảnh để bước vào không gian phép thuật đó nhé. Trang tiếp theo chúng ta có một nàng tiên nữ rất là đẹp ở đây. Nàng có một thân phận cao quý, nội tâm ngoan cường. Phép thuật của nàng là yêu, nàng coi trọng trái tim biết yêu thương, vì thế chọn vương mặt lương thiện, chân thành làm chủ nhân. Nàng dùng phép thuật dẫn vương mặt tới cửa hàng búp bê cùng với ký khế ước và khôi phục lại sinh mệnh pháp lực. Chủ nhân vương mặt, nhờ trái tim thiện lương, Loli nhận cô làm chủ nhân và trở thành chiến sĩ của Lê Yellowly. Vương mặt cùng Trần Tư Tư, Tư Ngôn trở thành chiến đội Yellowly bảo vệ thế giới loài người. Và trang tiếp theo chúng ta sẽ được biết về Vương Mặc. Vương Mặc là một học sinh tiểu học có gia cảnh và thành tích học tập đều bình thường. Cô nhát gan nhưng lương thiện, chính trực, vô cùng nỗ lực. Sau khi ký khế ước thì trở thành một chiến binh Yellowly. Cô bạn nhát gan dần trưởng thành và trở nên dũng cảm. Búp bê Loli. Nàng tiên Loli bị đày trong gian bếp của cửa hàng búp bê, dùng cánh hoa để dẫn dụ Vương Mặc tới. Vương Mặc vừa nhìn thấy búp bê Loli đã vô cùng yêu thích. Kế tiếp, hãy cùng mặc chiến bào để ngăn chặn Mandola tiến vào thế giới loài người. Tân Linh chuẩn bị tấn công Mandola. Trận chiến sắp tới rồi, cùng mặc chiến bào cho họ nhé. Khế ước vĩnh viễn. Khi ký kết khế ước, các nàng tiên mỗi người sẽ dùng một vật khác nhau định khế ước. Hãy dán vật khế ước tương ứng với các nàng nhé. Thank you.
lực. Công chúa Băng bị cầm tù nhiều năm, cuối cùng được tự do, vẫn cao quý như xưa. Cùng dáng hình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công chúa Băng nhé. Thời trang của Khổng Tước. Mục tiêu của tiên nữ Khổng Tước là luôn hợp thời trang. Làm sao cô ấy có thể bỏ qua các bộ áo váy hợp mốt đây? Dù mặc váy Khổng Tước xòe hay là váy dài tha thước thì cô ấy đều có bước đi rất thanh thoát. Trang kế tiếp này chúng ta sẽ được biết về Tân Linh, là một tiên nữ da loli, cũng là bà chủ cửa hàng búp bê. Sứ mệnh của ta, của bà ấy là bảo vệ thế giới loài người. Các nàng tiên bị Mandala biến thành búp bê, ta bèn mở cửa hàng giúp họ tìm kiếm chủ nhân để khôi phục lại sinh mệnh và pháp lực. Phía bên Trang này chúng ta thấy nữ vương Mandala. Và chúng ta đang xem cửa hàng búp bê Yeloli. Chào mừng các bạn đến cửa hàng búp bê Yeloli, nơi có rất nhiều búp bê tiên nữ xinh đẹp đang đợi bạn để ký khế ước. Bạn chọn búp bê nào? Móng tay xinh đẹp, hãy tưởng tượng và vẽ các bộ móng tay xinh đẹp cho nàng tiên nhé. Nụ hôn Khổng Tước. Khổng Tước và Trần Tư ở bên nhau không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, nhưng họ luôn quan tâm chăm sóc nhau. Hãy dán hình và tận hưởng thời khắc vui vẻ bên nhau của cả hai nhé. Điểm tâm ngọt ngào, hoa nhài luôn rất tâm lý và cũng là một tay bếp rất sệt siêu, có thể làm ra rất nhiều món bánh ngon miệng. Hãy cùng xem bạn ấy làm ra được những món gì nha.
Ở đây có rất là nhiều hình dáng, có những cái bánh thiệt là ngon luôn các em. Jamie dáng mà nhìn thèm luôn đó. Trang kế tiếp là giày tiên. Muốn chiến thắng thế lực tà ác thì cần chuẩn bị đầy đủ trang phục, giày chiến, vũ khí cùng dáng hình và giúp Mộ Sa và Tề Na trang bị đầy đủ nào. Trang này cũng là trang cuối cùng của cuốn sách Yellowly Tiên Nữ Loli Mộng Mơ ngày hôm nay rồi các em ơi. Các em thấy cuốn sách này có hay không nào? Và những hình dáng có đẹp không? Nếu mà thấy hay và đẹp thì hãy nhớ like cho video này nha. Còn bây giờ thì chị Ami xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong cuốn sách tiếp theo. Bye bye.